Xin kính chào các bác và anh em yêu thích âm thanh. Hôm nay em xin giới thiệu đến các bác và anh em một dòng loa chép giấy mà bên em luôn cháy hàng. Tại sao dòng chép này luôn cháy hàng thưa các bác? Vâng, vì nó được rất nhiều các bác và anh em yêu thích săn đón. Với những anh em yêu thích âm thanh, khi sử dụng lâu có thể là con chép giấy của anh em bị cháy, hoặc là các anh em muốn độ nâng cái dàn âm thanh của mình, cái chất âm nó hay hơn, thì anh em muốn tìm một con chép giấy có chất âm thỏa mãn các cái yêu cầu của anh em. Nhưng mà trên thị trường thì hầu hết chỉ có những dòng chép giấy rẻ tiền và cái chất âm của nó thì không đạt với cái yêu cầu của anh em. Nhưng con chép giấy của bên em cung cấp thì hoàn toàn làm thỏa mãn anh em. Vâng, trước mắt các bác là con chép giấy mà em vừa mới nói. Đây là con chép giấy của hãng Pioneer, mã số của nó là P9TW, Superchep Vocal. Với một số dòng chép giấy mà anh em thấy trên thị trường, thì khi người ta ép cái màng loa này, cái nhựa của nó thường lem ra ngoài và nhìn nó rất là xấu. Nhưng với con chép của bên em thì không một chút tì vết nào thưa các bác. Vành loa của nó được sơn bằng sơn đen, cực kỳ mịn và sáng bóng. Con chép này có hai cụ từ thưa các bác. Còn thông số kỹ thuật của con chép này thì công suất của nó là 100W. Độ nhạy của nó là 90 decibel và trở kháng của nó là 8 ô. Đường kính của loa là 9,8 cm các bác ạ. Còn với những các bác muốn độ loa thì các bác nên khoét cái lỗ đường kính của nó là khoảng 7,5 cm. Chiều cao của con này là 4,6 cm. Và đường kính của cụ từ là 5,5 cm các bác. Vâng, bây giờ để chứng minh cho những lời em nói thì mời các bác và anh em cùng test cái chất âm của con loa này. Đây, đã có một cặp loa em đấu sẵn và em sẽ test cho các bác và anh em cùng nghe thử. Quá chuẩn phải không các bác? Vâng, hiện tại bên em đang bán một cặp loa chưa đấu phân tần
một cặp củ loa này là 500. Và sẽ tặng kèm các bác một con tụ và được đấu dây luôn cho các bác. Còn với những cặp loa mà đã đấu sẵn phân tần như này thì giá bên em là 680.000. Các bác về chỉ cần cắm vào và sử dụng luôn. Nếu các bác và anh em yêu thích và muốn sắm cho mình một cặp loa này, vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại 0983 593 826. Em để ở dưới phần mô tả. Vâng, cảm ơn các bác và anh em.